Chào, cảm ơn mình nhé. Mình là Bảo Nam đây. Hôm nay mình sẽ làm một video để dạy cho mọi người một cách, đó chính là mở xe băng đúng cách. Rồi. Thì cũng nói sơ qua là ngày hôm qua là con vợ nó giận, còn nửa chai mắm thì nó quặng mình một phát. Thế là hết, thế là phải đi mua mắm về. Nhưng mà tiện là mua về thì cũng review cho mọi người cái gọi là mở chai mắm đúng cách. Mọi người thường thường vẫn nghĩ là mở nó đơn giản lắm nhưng mà thực ra không đơn giản. Đây, may dụng cụ mở mắm của mình đây, mình sẽ dùng dao lớn này, dao vừa vừa này, dao nhỏ này, dao bé này, chày. Mọi người nghĩ mình sẽ dùng dụng cụ nào để mở mắm nhỉ? Rồi, sau đây mình sẽ review là mở chai mắm đúng cách nhé. Đây, mọi lần chỉ dám ăn đệ nhị thôi nhưng may là mất công là mình phải mua cái loại đệ nhất thơm ngon nhất. Đấy, anh nhìn này, đây là phần người tặng một gói Chinsu trị giá 8.000 tính. Rồi. Nó không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Này. Nhìn nó đơn giản này thôi nhưng mà mở nó đúng cách thì nó là một chuyện khác. Xem nào. Mọi người nhìn này. Rồi, dùng cái loại này mở nào. Cái loại này chỉ có chặt thịt lợn thôi. Xem nào. Không ổn. Các bạn không nên dùng loại dao lớn này để mở mắm như vậy. Không nên dùng. Loại này vứt. Tiếp theo mình sẽ thử đến cái loại này. Dao này là dao xịn, một cái nhẹ thôi là đứt tay đứt chân ngay. Để mình xem nào. Con dao này cầm rất chi là mở thì mở được nhưng mà cầm nó to quá không muốn không vứt. Tiếp theo là đây là một loại phớ chuyên dùng để quặt hoa quả. Để mình xem là vậy này, nếu mà để mở mắm đúng cách xem là có ổn không. Được Loại này cũng không mà. ổn đâu. Chồng làm cái Đây, tiếp theo mình sẽ dùng cái loại này. Mình sẽ làm nhanh hơn tại vì nếu mình còn làm muộn chậm nên một tí nữa lại như hôm qua là một nửa chai mắm bị ném mình. Hôm qua là vợ mình nó mới ném mình nửa chai mắm rồi. Rồi. Các bạn cứ coi như là không nhìn thấy gì đi. thì chó kia trên đáy đi, sao không Ừ, nhá, nhưng mà nó phải nhanh này. Con mày dao này phải mở nhanh nhất nào, đây. Chày cũng không được. Cách mở đơn giản mà chuẩn xác nhất chính là dùng tay mở ra như thế này này. Đây, đấy là mở mắm đúng cách này. Bây giờ phải yêu cơm đây. Đợi phận làm chai 12 bến nước khổ lắm.